Đây tủ máy làm theo cầu nha anh em. Đó. Tủ rắc luôn, cao cấp luôn. Đó, nhưng mà đó, cái này dành cho mấy anh em làm xô lưu động nè. Đó, vẫn muốn có tủ cá xê, có bánh xe đẩy đầy đủ ha. Nó có khóa đầy đủ luôn. Tủ này kích thước là khoảng 4 u rưỡi nha anh em. 4 u rưỡi nha. Đẩy khóa đầy đủ hết ha. Đó, sử dụng đựng men công suất. Đó, men, micro, van số đầy đủ, nói chung là đủ một bộ gọn nhẹ đi làm mấy cái như là xô lưu động rồi đó. Xô lưu động này kia rồi thì là cái này là ok nha. Đó, nhỏ gọn vừa đủ một bộ thôi, sử dụng một cái men công suất nhỏ nhỏ 1 u 2 u, đó 4 kênh. Là những cái vàng nhẹ nhạt nhỏ nhỏ, vàng xô mini xô lưu động thì đựng bằng cái này. Hoặc là mình chơi gia đình mình để trong nhà, khi nào mình có tiệc mình muốn đẩy ra trước sân mình chơi không gian mở thì mình đi đẩy cái tủ máy này ra, nó có bánh xe đẩy luôn ha, nó có lẫy khóa bướm nó đầy đủ hết. Nói chung là nó là tủ rắc, nó là tủ rắc như thế này đó, nhưng mà là kích thước nhỏ ha, nhưng mà đầy đủ, có nắp đậy, có nắp khóa này kia luôn đó. Cái này là mình làm theo yêu cầu của khách hàng, tại thường những cái tủ rắc này thì mình làm cái kích thước của nó lớn ha. Còn cái thước nhỏ này thì sẽ bên xưởng mình không có làm sẵn, mà là có khách đặt thì bên mình mới làm nha. Thì anh em nào có nhu cầu cần làm những cái loại tủ rắc kích thước bao nhiêu thì là liên hệ bên mình. Bên mình sẽ có nhận làm theo cầu hết nha. Đó. Thì cái này là gần như là tối thiểu nhỏ nhất rồi, chứ không thể nào mà làm nhỏ hơn nữa thì cũng có thể là làm vẫn được. Nhỏ hơn nữa là nó, nhưng mà không có ai làm như vậy hết ha. 4 mấy năm u như vậy là vừa đủ một bộ combo âm thanh thì mình mới làm tủ, chứ còn ít hơn nữa thì thật sự mình không nghĩ không cần thiết để làm rồi đó. Thì cái này là sẽ vừa đủ cho một cục đẩy, một micro, một van số chẳng hạn, một quản lý nguồn đó. Vô là vừa hết luôn một cái. Rồi khi nào anh em mà có nhu cầu xài lớn hơn thì mình sẽ đặt lớn hơn, ví dụ như tới đây là khoảng 6 u, rồi tới đây đó, 8 u đó, 10 u 12 đó, thành những cái tủ lớn như này ha. Đó, đây là kích thước tủ rắc, thế là nói là nhỏ nhất ha. Đây là khóa, khóa sách, khóa bướm ha, cùm chịu lực và bánh chịu lực, đây là bánh xe xanh 13 cm, tính cả cùm ha, chịu lực rất là tốt. Rồi đó, đây là một cái đó, bộ tủ này là chuẩn bị đó, chút xíu là giao ra cho anh gửi về cho khách hàng ha. Ok, cảm ơn em đã theo dõi kênh của bên Minh Anh Audio. Anh em cần làm tủ thì liên hệ với mình nha. Anh mình có làm tất cả các loại tủ, tủ máy rồi cá xê đầy đủ hết ha. À, tủ phòng quán karaoke các loại nha, nhỏ lớn đều có. Rồi cá xê âm thanh, cá xê bàn mixer nè, cá xê loa, các loại cá xê loa, loa full, loa array, loa volume, nói chung là mọi thứ về tủ máy và cá xê. Cá xê chống bên mình cũng có làm đấy nha, cá xê nguyên một cái bộ room chống luôn đó, nhét vô là bên mình cũng có làm hết nha. Anh em có nhu cầu gì thì hãy liên hệ trực tiếp số điện thoại hoặc là inbox qua Zalo 0938 641 45, bên mình sẽ tư vấn báo giá cụ thể cho từng loại ha. Rồi, hẹn gặp lại anh em ở những cái clip tiếp theo. Xin chào anh em nha. Đó.